Chào các bạn. Hôm nay chúng ta suy ngẫm phần tiếp theo của loạt series video Người Do Thái, một dân tộc đặc biệt. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn điều răn thứ tư của Jehovah Đức Chúa Trời ban cho nhân loại và dân tộc Do Thái đại diện nhận lãnh. Điều răn thứ tư có nội dung như sau: Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Ngươi hãy làm hết công việc mình trong 6 ngày. Nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ của Jehovah Đức Chúa Trời ngươi. Trong ngày đó, ngươi, con trai, con gái, tôi trai, tớ gái, súc vật của ngươi hoặc khách ngoại bang ở trong nhà ngươi đều chớ làm công việc chi hết. Vì trong 6 ngày Đức Giê-hô-va đã dựng nên trời, đất, biển và muôn vật ở trong đó. Qua ngày thứ bảy thì ngày nghỉ. Vậy nên Đức Giê-hô-va đã ban phước cho ngày nghỉ và làm nên ngày thánh. Đó là nội dung của điều răn thứ tư. Chúng ta thấy một tuần lễ có 7 ngày thống nhất ở mọi quốc gia trên toàn cầu. Không ai có đủ thẩm quyền để thay đổi số lượng ngày trong một tuần. Có một số nỗ lực lẻ loi có tham vọng thay đổi số lượng ngày trong một tuần, nhưng đều bị tai vạ và họ không thành trong tham vọng đó. Nếu mà các bạn có thời gian đó thì hãy Google cụm từ điều kỳ diệu ở con số 7. Các bạn sẽ thấy vô số điều trong vũ trụ này liên quan đến con số 7. Nhưng mà hầu hết những nội dung đó ma quỷ chiếm lấy những nội dung làm của riêng của chúng. Tuy nhiên ở đây đó thì tôi sẽ không bàn về điều đó, mà ở đây là chúng ta dành thời gian để suy gẫm luật pháp của Jehovah Đức Chúa Trời ở điều răn thứ tư này. Mệnh lệnh đầu tiên bắt đầu bằng chữ hãy nhớ, chứng tỏ điều này là vô cùng quan trọng, chớ có quên. Hãy nhớ ngày nghỉ để làm nên ngày thánh. Ngày thánh chắc chắn phải đặc biệt hơn các ngày khác, vì đây là ngày dành riêng để ghi nhớ công cuộc tạo dựng nên trời đất vĩ đại này của đấng tạo hóa Jehovah Đức Chúa Trời. Ngài xem đó là ngày nghỉ của Ngài, và phạm vi áp dụng lần lượt gồm có loài người, khách ở trong nhà chúng ta và kể cả súc vật cũng phải được nghỉ ngơi. Và Đức Jehovah có hứa ban phước cho những ai tuân giữ điều răn thứ tư này một cách đặc biệt. Người Do Thái là một dân tộc tuân thủ điều răn này một cách triệt để nhất, nên họ cũng được ban phước một cách đặc biệt nhất. Chúng ta biết là ma quỷ tìm mọi cách để ngăn cản người ta nghỉ ngơi ngày thứ bảy Sa-bát bằng mọi cách, và cả thế gian hầu như vi phạm gần hết. Và tuy nhiên khi Chúa Giê-xu đến thế gian thì Ngài làm rõ hơn về cách thức nghỉ ngơi trong phần tâm linh bên cạnh nghỉ ngơi phần thể xác. Và Ngài cũng xác nhận là ngày thứ bảy được phép làm việc lành. Chúng ta lưu ý một điều, định nghĩa việc lành phải do chính Thánh Linh của Đức Chúa Trời cảm thúc trong lòng để chúng ta biết chính xác, chứ không thể theo kiểu định nghĩa của thế gian được. Bây giờ các bạn đã hiểu tại sao người Do Thái có những điều đặc biệt hơn các dân tộc khác, đúng không? Vì họ ít vi phạm điều răn của Đức Chúa Trời so với các dân tộc khác. Các bạn mà có dịp đi du lịch sang Israel thì sẽ thấy vào ngày thứ bảy Sa-bát, tất cả các hàng quán, cơ sở kinh doanh đều đóng cửa, không giao dịch. Người Do Thái dành trọn vẹn ngày thứ bảy để nghỉ ngơi, suy ngẫm về những điều mà Đức Chúa Trời đã làm cho dân tộc họ. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Chúng ta đang ở điều răn thứ tư thuộc tập 5 của loạt series video Người Do Thái, một dân tộc đặc biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo. Xin chào các bạn.